Hoan chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và hôm nay Khẩu vị ngôi sao sẽ mời đến đây một nam diễn viên MC rất là đa tài và người anh lúc nào cũng luôn ôn tồn nhẹ nhàng với mọi người. Xin giới thiệu nam diễn viên Quang Thảo. Em chào anh. Chào mừng anh Quang Thảo đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Anh dạo này thế nào ạ? Quang Thảo vẫn khỏe. Cảm ơn Thu và Quang Thảo cũng cảm ơn chương trình đã cho Quang Thảo có cơ hội ngồi đây cùng với Á hậu Hà Thu và gặp gỡ quý vị khán giả. Về mảng ẩm thực trong cuộc sống của anh thì có cầu kỳ không? Thật ra với anh thì ẩm thực rất đơn giản, là mình ăn những món mình thích, nó hợp khẩu vị của mình. Bên cạnh đó thì về mặt tinh thần, ăn những món nào đó mà gợi nhớ cho chúng ta những kỷ niệm về cái quê hương của mình đi. Thì lúc mình ăn những món đó thì mình sẽ cảm thấy tinh thần mình thoải mái hơn. Và chính vì vậy mà anh không quan trọng là món ăn nó có sang trọng hay không, nó có đắt tiền hay không, mà quan trọng là món ăn nó có đem lại cho mình sự thú vị hay không, và cứ thế mà mình ăn thôi. Dạ. Anh Quang Thảo ơi, hôm nay anh đến với Khẩu vị ngôi sao thì Khẩu vị ngôi sao sẽ mời anh hai món ăn theo ý anh tùy chọn, cho nên anh có thể order tất cả hai món thôi nha anh, hai món mà anh muốn thưởng thức trong ngày hôm nay. À, tôi mời anh ghi ra giấy nha. Dạ. Em xin phép ạ. Em xin phép tạm để hai món ăn ở đây và bây giờ chúng ta sẽ chào mừng hai đầu bếp là hai fan hâm mộ của anh. Chỉ có ở Khẩu vị ngôi sao thôi, chúng ta sẽ mời hai bạn ra và... Ủa, nói như là anh có tới 2.000 fan hâm mộ mà giờ em mời có hai người được còn... Các bạn phải thi đấu rất là kịch liệt. À, tức là 2.000 người để chọn được hai người thôi đó. Đúng rồi, một chọi 1.000 đó anh. Đây là hai đầu bếp rất là siêu sao. Xin chào đón Bảo Hưng và Yến Nhi. Chào mừng hai bạn đến với Khẩu vị ngôi sao. Hai bạn giới thiệu một chút xíu về bản thân nha. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Yến Nhi, hiện tại em đang làm mẫu chuyên viên trang điểm. Hôm nay em rất vui được đến chương trình Khẩu vị ngôi sao, được gặp hai thần tượng của mình như là anh Quang Thảo và chị Hà Thu đây ạ. Rồi, mời bạn giới thiệu một chút xíu nha. Xin chào tất cả mọi người, cùng chị Hà Thu và anh Quang Thảo. Em là Bảo Hân, hiện tại em đang là sinh viên năm 3. Em đến chương trình này là tại vì một sự hâm mộ cực kỳ to lớn đối với anh Quang Thảo, với những vai diễn của anh. Nên là hôm nay em muốn đến đây để mang đến những món ăn ngon đến cho anh Quang Thảo. Rồi, mời hai bạn chúng ta bước vào phần đầu tiên của chương trình mang tên Khám phá Khẩu vị ngôi sao. Phần này thì sẽ có hai câu hỏi cùng một phần thử thách để có thể giành chiến thắng và chọn món ăn mà mình cảm thấy mình nấu ngon hơn. Câu hỏi đầu tiên, mời hai bạn cầm bảng lên nè. Câu hỏi đầu tiên là đặc sản cua cốm Cà Mau còn được gọi với tên nào khác? A là cua một da, B là cua hai da, C là cua ba da. Thời gian 10 giây bắt đầu. 3, 2, 1. Mời giơ bảng. A, cua một da, cua hai da là đáp án B. Đáp án B là đáp án chính xác, cua hai da. Không biết. Cua cốm Cà Mau còn được gọi là cua hai da do đây là loài cua biển sắp đến ngày lột xác, lột vỏ để lớn lên. Có lớp vỏ ngoài cùng, khi bong ra sẽ lộ lớp vỏ mềm non bên trong. Đặc sản quý này của Cà Mau hấp dẫn thực khách sành ăn bởi thịt đầy gạch, hương vị đặc biệt thơm ngon. Là một loại cua rất là nổi tiếng của Cà Mau. Với đáp án đúng thì mời Yến Nhi lật mở một từ khóa liên quan tới anh Quang Thảo. Dạ, em chọn số 3. Mời từ khóa số 3. Món ăn dân dã. À, món ăn dân dã đối với anh Quang Thảo thì như thế này. Có nghĩa là anh là người miền Tây, chắc là hai em tìm hiểu cũng biết là Quang Thảo là sinh ra và lớn lên ở Bến Tre. Thì thật sự á, khi mà lên trên Thành phố Hồ Chí Minh sống rồi, Quang Thảo hơi ngạc nhiên là những cái món dân dã ở miền Tây á bây giờ trở thành đặc sản. Chẳng hạn như là chúng ta nghe là cái món canh tập tàng. Canh tập tàng có nghĩa là ở dưới quê á, xách cái rổ đi ra ngoài vườn, đụng cái rau nào hái rau đó, rồi mình chỉ nấu với lại nước để ăn với gia đình, tại vì mình nghèo thì mình lại ăn như thế. Nhưng sau này những cái nhà hàng ở thành phố á, bán rất là nhiều, hay là cơm trái kho quẹt nè, rồi cơm trái khô cá dứa nè. Thì đây là một cái điều rất là thú vị, là từ cái món ăn dân dã của miền quê mà các đầu bếp đã biết đem nó vào nhà hàng, gắn cho nó một cái mát và trở thành món ăn gọi là năm sao. Cũng rất là vui mừng đúng không anh? Cho quê hương của mình, những cái món ăn dân dã mình ăn hàng ngày đã không còn là những cái món mà đơn giản nữa. Bây giờ đã được nâng cấp lên và bán trong nhà hàng, phục vụ cho du khách không chỉ là người Việt Nam mà còn quốc tế nữa. Tại vì Hà Thu cũng đồng ý với anh là những cái món dân dã này á, khi mình ăn một cái cảm xúc mình nó dạt dào đúng không anh? Đúng rồi. Đó, vậy là gu ăn uống của anh Quang Thảo thiên về những cái món mà ăn dân dã của quê hương miền Tây đó.
Vậy là em anh là... giống em rồi, em với anh là về một nhà chung là được luôn á. Dạ, em cũng người miền Tây. Là sao, là em muốn về chung nhà với anh hả? Hay là sao? Chung nhà để về nấu ăn. Đúng rồi, để cho anh ăn, tại giống vì như là... làm trợ lý cho anh hay sao cũng được. Rồi bây giờ chúng ta bước qua câu hỏi số 2 ha. Câu hỏi này là một câu đố vui nha. Da em da cóc, bọc một bụng vàng, bà con xóm làng nuốt mềm nhã cứng, đố là quả gì? 10 giây bắt đầu. Quả này rất là thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hết giờ. Mời hai bạn đưa bảng. Quả mít. Quả mít. Quả mít là đáp án chính xác. Chúc mừng hai bạn. Rồi, bà Hưng đã có một điểm đầu tiên rồi. Quá là mừng luôn á. Nhưng mà đáp án này hai bạn hòa điểm nhau. Cho nên là mời anh Quang Thảo giúp hai bạn mở một từ khóa nha anh. Anh mở số 2 đi. Mời từ khóa số 2. Gia vị thảo dược. Khi chúng ta nghe cái chữ thảo dược có nghĩa là cây cỏ, là một dược liệu đúng không? Dạ. Ngày nay thì trong ẩm thực á, là các đầu bếp đã rất là linh hoạt khi đưa những cái gia vị thảo dược vào món ăn để bên cạnh cái việc mà chúng ta ăn ngon thì còn bổ cho sức khỏe, và nó trở thành những cái bài thuốc nam rất là hay. Dạ. Nhưng mà với Quang Thảo thì cái chữ thảo dược là một nỗi ám ảnh rất là lớn. Đó sao là vậy anh? Quang Thảo không thể ăn được những cái món nào mà có cái củ riềng. Không hiểu tại sao mà anh thấy là cái vị rất là kinh khủng, mà mình ăn vô là mình không chịu nổi, mà gần như là ngon cỡ nào ngon anh đều bỏ món đó hết. Một trong những cái hương liệu mà bằng thảo dược thì là anh sợ nhất là củ riềng. Miền Nam thì chắc là có bún cá châu đốc á, người ta hay đúng rồi, riềng á. Bún cá châu đốc. Cái món đó em cũng không biết ăn, như là riềng hay củ nghệ gì em cũng không biết ăn luôn. Trời ơi, cô gái này có vẻ rất là khá. Đến là... hôm nay là em với anh là một đôi rồi đó. Trời ơi, luôn rồi. Trời ơi, con bé. Em cho anh hỏi nè, bộ thính lúc này rẻ lắm hả? Dạ không. Nhiêu tiền cân? Nhiêu tiền cân mà sao em nãy giờ em xài thính hao lắm luôn á. Đâu có, em chỉ xài mấy cái này với thần tượng của em thôi. Để thể hiện tình yêu thương. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Ở trên từ khóa số 2 của chúng ta sẽ có huy hiệu thần bếp, nhưng mà cả hai bạn trả lời đều đúng ở câu hỏi này, cho nên là chúng ta sẽ quyết định xem ai giành huy hiệu thần bếp này trong cái phần thử thách luôn. Tại vì huy hiệu thần bếp này rất là quan trọng, sẽ có hiệu lực khi mà chúng ta nấu ăn, có thể nhờ được sự giúp đỡ của anh Quang Thảo khi mà chúng ta cần một cái gì đó. Cho nên hai bạn cố lên ở phần thử thách nha. Chúng ta sẽ bước vào thử thách trong ít phút nữa. Vâng, thưa quý vị, hai bạn đã sẵn sàng cho thử thách cuối cùng. Thử thách này khá là cam go, hai bạn phải ăn bánh trên một sợi dây và một chiếc xà như thế này, không được chạm tay vào hai bên xà. Sau 1 phút 30 giây, bạn nào còn ít bánh ở trên dây hơn thì bạn đó sẽ chiến thắng, không tính những chiếc bánh mà mình bị rơi xuống đất nha. Chỉ tính những chiếc bánh mà mình đã ăn, ai ăn được nhiều bánh hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. 1 phút 30 giây, các bạn nhớ là mình không được chạm tay vào hai bên thành nha. Chạm hai tay bên thành là sẽ bị phạm quy á. Em chạm tay vô chân được không chị? Được, chạm tay vào bất cứ đâu ngoài ra cái thành này. 1 phút 30 giây, bắt đầu. Cố lên. Bình tĩnh thôi nha, cái này giữ cân bằng nha, rất là quan trọng. Phải cân em bằng. Em không ăn được luôn. Bình tĩnh thôi. Em ơi, anh nghĩ là khi nào em mỏi em cứ thả chân xuống đúng không? Chậm kia. Mà chắc nè, đúng rồi, bên bình kia. Tĩnh nè. Chậm thôi em, mình chậm phải giữ cân bằng tốt đã. Không được chạm tay vào thằng nè. Không được chạm tay, buông ra, đúng rồi. Bình tĩnh thôi em, bình tĩnh thôi. Chạm tay vào đùi của mình nè. Đó, từ từ, không có sao hết. Bên chưa kia. Giờ ăn một cái bánh khó khăn như đúng vậy. Đúng rồi. Rồi, Yến Nhi có vẻ rất là bình tĩnh, không được chạm dây nha. Không được chạm dây. Bình tĩnh thôi, đừng chạm vào đâu hết. Cố lên em ơi. Từ từ. Đúng rồi. Ăn nào. Cái chiều cao của em nó làm cho cái bánh không tới hay sao á. Bên kia người ta ăn quá trời luôn kìa. Bởi vì mấy người cao bao giờ cũng lợi thế. Thu ăn cái lần qua chỉ còn 30 giây nữa. Cố lên em. Cố lên. Em ăn được 2 cái, em thấy em thắng rồi. Em thắng. Đúng rồi. Ăn đi. Đúng rồi. Trời ơi, chưa bao giờ tôi thấy cảnh ăn bánh mà kỳ gì vậy chứ. Cố lên. Bình tĩnh thôi nè. Giữ cân bằng nè, em phải giữ cân bằng cái người trước. Vươn chồng luôn. Lấy cái tay cầm cái chân lên. Cầm cái chân lại. Giữ cái chân lại. Đúng rồi. Ráng em rồi. 10 giây cuối cùng. Ghê quá. Ê. 10 giây cuối cùng. Bây giờ cho em nó dịnh cái để cho em khỏi mà. Không ăn được cái bánh. 3. Không cũng được. 2. 1. Hết giờ. Rồi, hai bạn giữ nguyên vị trí. Thật ra anh rất là chia sẻ với em, đúng không? Nhưng mà thi thì nó ra thi, đúng không? Chiến thắng sẽ thuộc về bạn Yến Nhi, chúc mừng em với 4 cái bánh được cắn nữa, đúng không? Dạ, 2 cái em cắn hết luôn rồi. Đúng rồi. Wow, siêu sao bánh. Còn vết son trên bánh luôn. Dạ, chúc mừng Yến Nhi, chúc mừng em. Và với phần chiến thắng ở thử thách cuối cùng thì Yến Nhi có quyền lật mở từ khóa cuối cùng rồi. Từ khóa số 1, xin mời. Vui tươi nên không thích buồn.
Cái này liên quan tới tâm trạng nhiều hơn đúng không anh? Đâu, ẩm thực cũng làm nên tâm trạng con người. Mình đang nói ẩm thực thì đây là một cái hương vị, một cái món ăn mà anh cho rằng thú vị là vui tươi nên không thích buồn. Thật ra khi chúng ta nói vui đối lập với buồn, buồn là sầu, sầu mà sầu của mình thì gọi là sầu riêng, sầu riêng mình tôi. Thật sự là anh dị ứng với tất cả những món ăn nào có sầu riêng, kể cả kẹo bánh. Thì đây là cái điều mà anh không giải thích được. Có nghĩa là nếu như mà ngồi trong cái không gian thế này mà em ăn sầu riêng là anh sẽ bị nhức đầu. Nhức đầu thật sự, và đôi khi chúng ta buồn nôn. Mà cái đó là không giải thích nha. Còn cái bánh hay là có, hay là ngay cả cái chè Thái Lan á, mà cho cái sầu riêng vào thì anh ăn xong là anh bị đầy hơi và anh buồn nôn. Mặc dù từ khóa số 1 không có huy hiệu thần bếp, nhưng mà từ câu hỏi số 2 cho nên huy hiệu thần bếp sẽ thuộc về Yến Nhi. Lát khi mà em nấu ăn á, có yêu cầu hay sự giúp đỡ gì thì nhớ nhờ anh Quang Thảo nha. Dạ. Chiến thắng sau 2 từ khóa thì bạn có quyền chọn một trong hai món ăn mà anh Quang Thảo đã order ở đây. Món gỏi ngó sen tôm thịt và món hủ tiếu Nam Vang. Dạ em mình sẽ món chọn ngon hơn nè. Hủ tiếu Nam Vang. Hủ tiếu Nam Vang. Vậy là gỏi ngó sen tôm thịt sẽ thuộc về Bảo Hưng. Bảo Hưng ơi, em chia sẻ một chút xíu xem em có tự tin về món ăn này không nè, nãy giờ lặng lẽ quá nè. Ở nhà cái sở trường của em là nấu ăn thôi, nên là em sẽ ít nói đi mà làm nhiều. Nghe một cái khẩu hiệu rất là mạnh mẽ đúng không? Ngoài ra thì Yến Nhi sẽ có thêm một lợi thế nè, là sẽ có hai gian bếp trái và bếp phải của chúng ta bên kia. Thì mỗi bếp sẽ có một cái thử thách nho nhỏ riêng. Thì bây giờ Yến Nhi chọn gian bếp bên nào nè? Dạ em chọn bên phải. Vậy thì gian bếp bên trái sẽ thuộc về Bảo Hưng. Bây giờ mời anh Quang Thảo và hai bạn cùng vào bếp để chúng ta có thể tiếp tục phần 2 của chương trình mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Kính thưa quý vị, anh Quang Thảo cùng Hà Thu và hai bạn đã đứng trong gian bếp của khẩu vị ngôi sao để chúng ta chuẩn bị thực hiện hai món ăn mà anh Quang Thảo đã order. Trước khi nấu ăn thì Hà Thu phổ biến một vài thử thách nho nhỏ cho hai bạn. Bên bếp phải mà Yến Nhi chọn sẽ có một thử thách nhỏ là vừa nấu ăn vừa đi trên thảm xà bông hơi trơn trượt như thế này, cho nên Yến Nhi cẩn thận nha. Dạ. Còn bên này Bảo Hưng có vẻ là một thử thách rất là dễ thương, ôm gấu bông và vừa ôm vừa nấu cũng là, hơi nóng là còn một tay thôi. Dạ đúng rồi. Anh Quang Thảo biết không, bên cạnh đó thì cũng sẽ có một vài thử thách nho nhỏ để anh giao lưu với hai bạn chơi vui. Anh có đó hả? Dạ có, để mình thử xem cái khả năng khéo léo của anh đến đâu anh ha. Anh làm sao khéo bằng á hậu, cho nên là á hậu phải khéo hơn anh. Có gì anh giúp đỡ. Dạ em sẽ phụ anh trong phần thử thách, nhớ nha. Dạ rồi, bây giờ mình trả lại gian bếp cho hai bạn. Mời hai bạn bắt đầu phần nấu ăn của mình nha. Mời hai bạn. Mời anh về phòng khách nha. Anh Quang Thảo ơi, ở nhà thì bình thường anh Quang Thảo có hay vào bếp trổ tài không? Chắc có lẽ là mọi người cũng biết là Quang Thảo từng có hai nhà hàng. Dạ. Chính Quang Thảo là người ra món gần 100 món ăn. Dạ. Cho nên là cái chuyện nấu ăn với Quang Thảo thì không có gì khó hết. Dạ, vậy đây là siêu đầu bếp ngồi đây rồi đúng không anh? Không biết. Phải là siêu nhưng mà siêng đầu bếp. Dạ. Anh Thảo ơi. Anh Thảo ơi, em cần tiền nguyên liệu đó là củ gừng, hành với lại tỏi. Anh đi tìm gia vị cho em bằng một tay, tay còn lại giữ thăng bằng bóng trên vợt, không được để bóng rơi xuống đất trong suốt quá trình tìm kiếm ạ. Có nghĩa là bây giờ anh phải để như vậy. Dạ. Rồi xong, anh đi qua bên đâu? Đi qua bên kia. Dạ, đi đâu cũng được miễn là tìm ra nguyên liệu. Nguyên liệu sẽ được giấu ở trong phòng khách của khẩu vị ngôi sao anh. 3, 2, 1, bắt đầu, mời anh. Kêu đi tìm nguyên liệu mà con mắt không tìm nguyên liệu mà phải dán vô trái banh. Phải giữ vào trái banh. Đó. Đó, bây thể hiện sự khéo léo của anh Quang Thảo đến đâu, rất là khéo léo. Rồi, em đừng có đứng gần nha, em thở một cái là nó cũng nát nát luôn. Trời ơi, khổ ghê á. Gia vị nấu ăn thì giấu trong bếp đi, giấu phòng khách làm chi vậy trời. Đó, cho quý vị khán giả mới biết được sự khéo léo của anh như thế nào. Được, có giấu dưới gầm bàn gì không? Không có. Rồi. Rồi sao? Rồi tiếp tục đi anh, mình là giữ thôi. Rồi, thấy rồi. Ở đâu nè? Từ. Tự nhiên thấy cái salon này nó phù lên một cách bất thường. Vậy hả anh? Trời ơi. Ây da. Không có. Khoan, từ. Yeah, anh hay cho em thử đồ khéo léo để anh đi tìm đi, em sẽ đi rồi, theo rồi. Anh. Đúng rồi. Thử nha. Trời ơi, Hà Thu cũng khá là khéo léo thưa mọi người. Trời ơi. Kỳ vậy ta. Trời ơi, đây nè. Rồi, anh đưa qua cho. Đây.
Nói thiệt là anh không ngờ là ban tổ chức chơi nghiệt ngã như vậy. Nghĩ làm sao cái gia vị người ta như vậy mà để giấu trong cái bụi bông thiệt tình. Rồi bây giờ vậy đi. Em cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ anh làm gì nữa? Dạ anh Quang Thảo ơi, em muốn dùng thịt để nấu á. Anh có thể vừa hát một bài nhạc trẻ bất kỳ, vừa để MC đút lần lượt từng viên kẹo bông dẻo ngậm vào miệng cho đến khi hát hết bài đúng không anh? À rồi em lại tiếp tục giúp anh à. Cái gì? Đó, bây giờ em sẽ đút kẹo cho anh ăn trong lúc anh hát một bài gì đó tặng quý vị khán giả. Không, anh nói thật sự anh rất là thương em, anh quý em lâu lắm và ngày hôm nay anh nói là anh tình nguyện, anh sẽ dâng hết những món ăn ngon nhất, anh sẽ đút cho em ăn, anh chăm sóc em miễn là được nghe em hát thôi đó. Dạ không có, đây là thử thách của anh, tại vì hai bạn đang nấu ăn cho anh thì ăn. Bây giờ mình thương nhau mình phải chia sẻ cái thử thách cho nhau chứ, đúng không? Rồi, đồng ý với anh luôn. Bây giờ mình xong ca một bài ha. Bài gì? Biển tình đi anh ha. Dạ hát đi ha. Em hát trước ha. Em hát trước phải không? Dạ. Rồi. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng như tình anh với em, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển dòng đất trời chỉ có ta, từ dòng ngân hà mình cũng qua. Tình không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mấy dân dân ơi, dân 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 mơn. Mắt em âu sâu, cả một trời thơ. Đó, lại một lần nữa với sự trợ giúp của Hà Thu thì anh đã hoàn thành thử thách thứ hai. Bây giờ còn thử thách nào nữa không ta? Em đang cần bóc tôm mà. Em có một thử thách cho anh Thảo, đó là bịt mắt uống và đoán lần lượt tên 10 ly nước đã được chuẩn bị trước ạ. Một vài loại nước, anh nếm bằng vị và anh đọc tên cho em xem đó là nước gì nha. Rồi. Loại nước đầu tiên. Đây. Anh nước lọc có mùi kẹo dẻo. Đúng không? Là nước lọc đúng không anh? Là tại vì á là anh ăn kẹo dẻo và uống nước lọc thì nó trong nước lọc nó có mùi kẹo dẻo đúng không? Dạ, đúng chính xác. Đáp án đầu tiên. Ly nước thứ hai. Rồi. Sao vậy anh? Nước cốt chanh. Trời ơi. Nước cốt chanh. Nước cốt chanh nguyên chất hả anh? Em cũng chưa được thử cho nên em không biết. Bây giờ mình sẽ tiếp tục một loại. Rồi. Anh uống ít thôi nha, lỡ con. Anh cho em biết cái màu ra màu gì đi. Cho màu đó là màu trắng, màu trong ạ. Màu như màu. Rồi, nước đường. Nước đường chính xác. Cái vị của kẹo dẻo đó làm mình bị phân tâm quá. Rồi, bây giờ uống thêm một cái khác để cho đỡ vị kẹo dẻo nè. Em mời anh. Lại nước chanh nữa. Sẽ không có hai loại trùng nhau đâu, cho nên em nghĩ nước là tắc. Sẽ nước tắc chính xác. Đúng rồi đó. Tiếp tục anh ơi, gần hết rồi, anh ơi còn 4 ly thôi. Hình như rồi. Coca cà phê. Dạ, đáp án đó chính xác. Dạ rồi, mình tiếp theo anh ha. Rồi. Sữa tươi có đường. Sữa tươi có đường. Rồi. Rồi. Cái này đã lạ lạ chút nè. Nước muối. Trời ơi. Rồi, còn hai cái nữa thôi anh, cố lên. Em gợi ý cho anh đây là một thứ nước pha với một loại đồ chấm. Đồ chấm. Dạ. Thứ hai chấm. Này hơi khó nè. Bỏ qua đi em ơi. Rồi mình tạm bỏ qua cái này. Bây giờ là một cái cuối cùng anh. Nước tương pha loãng. Gần chính xác. Thưa quý vị, với kết quả là 8 trên 10 loại nước uống thì anh Quang Thảo đã xuất sắc vượt qua phần thử thách này thưa quý vị. Rồi đây là hai loại nước đặc biệt chỉ có tại Khẩu Vị Ngôi Sao, đó là tương ớt pha nước và muối tôm pha nước thưa anh. Anh Quang Thảo ơi, em muốn sử dụng trứng cút quá. Anh thử thách giùm em nha. Là có 5 muỗng gia vị bất kỳ được dán từ số 1 đến số 5. Chọn ra 3 số và thưởng thức trọn vẹn gia vị đó. Đây có 5 cái, anh đặt vào đây có 5 cái muỗng đây. Anh chọn 3 cái muỗng trên 5 nha. Rồi. Từng cái nha, cẩn thận tại vì nó đổ anh. Cái muỗng này đi. Dạ. Cái muỗng này đi, nó nặng nặng. Anh làm ít thôi nha. Cái ly nước lạnh đâu rồi? Cho anh ly nước lạnh đi. Em không biết cái ly nào là ly nước lọc.
Ai mù tạt. Rồi 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 rồi, cái muỗng thứ hai đi. Sửa nhanh nhanh nha. Không, muỗng thứ hai cho xong rồi đi. Dạ. Từ rồi. Rồi. Nè em không cười đâu nha. Em không có cười đâu nha. Tương ớt. Dạ, đúng chính xác. Rồi, còn một cái cuối cùng anh ơi. Đây, đây trước mặt anh. Đây hả? Dạ. Nè. Ừ, nước tương. Dạ, rồi. À, làm sao? Em mời anh về nghỉ ngơi để chuẩn bị thưởng thức hai món ăn của hai bạn. Dạ, rồi xong chưa mấy dạ, em? Dạ anh Quang Thảo ơi, em có huy hiệu thần bếp, em muốn nhờ anh vô lọc tôm giùm em được không? Anh lọc tôm giùm em đi chứ em nấu cho anh ăn. Thôi anh luộc đi, anh đeo bao tay vô đi. Anh là anh sợ em lắm á, cho nên là anh luộc lẹ lẹ để anh về đúng không? Trời ơi, thấy ghê quá à. Thấy cưng vậy mà. Thấy không? Có ý đồ hết trơn không? Để hành ở đây, có nghĩa là hành lột tôm. Là tôi bị hành lột tôm, ha, rất là rõ. Công nhận chương trình này xuất sắc. Thôi để em phụ anh, để anh khóc quá. Ôi, mọi người vui vẻ quá. Chúc mọi người tiếp tục vui vẻ. Em đi đây. Em đi đâu vậy? Dạ em không có việc gì làm, em ra nghỉ ngơi. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với gian bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao. Anh ơi, bây giờ có hai món ăn trước mặt, anh đã cảm thấy nguôi ngoai phần nào chưa? Bây giờ để cho hai bạn trình bày một chút xíu về món ăn của mình đi anh ha. Bảo Hưng ơi, em chia sẻ một chút xíu về tâm huyết của em nè. Món ăn này là em dùng cả tấm chân thành sự yêu thích của anh Thảo. Tìm hiểu về những cái khẩu vị của anh là người miền Tây rồi thích như thế này như thế nọ. Thì em là một con người gốc miền Trung mà nên là để học được khẩu vị của miền Tây là em phải rất là cố gắng đó chị, để làm ra một cái dĩa gỏi như thế này. Rồi bây giờ anh thử luôn cho nóng anh ha, xem tâm huyết của bạn đặt trong này như thế thôi, nào. Bây giờ mình làm ngược lại được không? Bây giờ cho bạn này nói luôn đi. Bây giờ rồi mình thử một chút hai món. Rồi bây giờ cái món này là hủ tiếu mâm vàng á. Cuối tuần em hay nấu cho ba mẹ gia đình em hay ăn á, nên là em rất là tự tin em cho anh thưởng thức cái món ăn này. Rất là tự tin để là mang đến cho anh một món ăn ngon. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Cái quan trọng á là bây giờ á mình sẽ thử trong cái dĩa gỏi ngó sen, thì cái độ giòn của ngó sen là quyết định tất cả, là một. Cái thứ hai, cái nước mắm ha. Dạ. Gỏi ngó sen tôm thịt, đây là một trong những món khó làm mà không ngờ là bạn làm cũng là... được chứ không phải là nói không được làm không được đúng không anh? Khoan nói kết quả đi. Dạ. Qua món này đi. Dạ, bây giờ anh uống một miếng nước nè. Hủ tiếu, quan trọng là cái nước lèo. À, bây giờ mình sẽ thử nha. Đặc biệt ở trong cái nước lèo này, Quang Thảo thấy ngoài cái vị ngọt của thịt, hình như là em có cho củ vào. Anh thấy có cái vị của củ sắn và... Củ cải đúng củ không cải. Anh? Dạ. Có không em? Dạ có. Đầu tiên Quang Thảo cảm ơn là hai bạn với tư cách là fan hâm mộ của Quang Thảo đến đây nấu món ăn để cho Quang Thảo thử qua. Bằng cả cái tấm lòng thì đều được trân quý với nhau hết. Nhưng vì là cuộc thi thì mình phải có cái kết quả. Thì nếu như cái kết quả như thế nào đây nữa thì hy vọng là các em đừng có thôi hâm mộ anh. Đâu anh. Hứa không? Hứa nha. Thật ra vì cái này là nó vui thôi, không có gì hết. Trở lại với cái món ăn. Với anh thì hai món này đều là 10 điểm, nhưng cộng thêm cái sự kinh nghiệm, cộng thêm cái độ khó và cộng thêm cái sự nỗ lực trong cái ẩm thực thì anh nghĩ rằng món gỏi sẽ là đứng nhất và món hủ tiếu là đứng nhì. Dạ. Vậy là phần chiến thắng trong ngày hôm nay đã nghiêng về món gỏi của Bảo Hưng. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, bây giờ thì Hà Thu xin mời anh Quang Thảo cùng hai bạn mình ra phía trước nha. Anh Quang Thảo ơi, bây giờ anh trao một phần giải thưởng nhỏ cho Bảo Hưng nha, để chúc mừng bạn ấy nha anh. Chúc mừng em đã có một cái món gỏi rất là ngon. Và hy vọng là với cái số tiền này thì em sẽ làm được hàng trăm dĩa gỏi nữa.
Em xin cảm ơn chương trình đã cho em cơ hội để mà gặp anh Quang Thảo, cũng như là làm được cái món gỏi ngon để giúp cho anh được thưởng thức. Chúc mừng em. Còn Yến Nhi, bây giờ em vẫn còn muốn về một nhà với anh Quang Thảo không? Dạ muốn chứ chị. Anh Quang vẫn Thảo muốn làm nhà vẫn hâm mộ. Anh Quang Thảo cũng đánh giá cái món ăn của em là ngon, nhưng mà cái về độ khó hay là cái món gỏi thì nó khó hơn, nhưng mà trong lòng của anh Quang Thảo cái món ăn của em vẫn ngon, nên em vẫn quyết tâm là sẽ dễ thương. Trời ơi, anh tiếc là nếu như hai bạn mà thi ứng xử nha là em là đứng đầu đó. Đúng rồi đó. Thật sự luôn đó. Nãy giờ từ đầu đến cuối ứng thử đúng là giải nhất luôn. Nói chung là một lần nữa là cảm ơn các em rất là nhiều. Nếu như còn một cơ hội nào đó, Quang Thảo ước được một lần nữa sẽ tham gia Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ lúc đó là Quang Thảo sẽ có đủ kinh nghiệm để chống lại cô Hà Thu này, và đừng có Hồng bị lừa nữa. Cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, Hà Thu cũng cảm ơn anh Quang Thảo đã đến với Khẩu Vị Ngôi Sao với một tinh thần rất là nhiệt tình, hết mình để có thể tham gia và vượt qua tất cả các thử thách. Và chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì thời gian chương trình đã kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.